Đây là một mẫu vân đá rất là ảo, và ngoài ra thì cách thực hiện cũng rất là đơn giản, rất là nhanh chóng thôi. Và ngoài ra tính ứng dụng của nó cũng rất là cao nữa. Mọi người cùng xem cách thực hiện nhá. Trước hết là mình sẽ chuẩn bị một cái que móng giả nhá. Một cái móng giả hoặc móng que đều được. Sau đó mình sẽ sơn đây là một màu xám mọi người nhá. Sơn kiểu tông xám nhá. Sau đó thì mình sẽ hơ đèn nhá. Hơ đèn xong thì chúng ta sẽ dán giấy nhún vàng bạc lên đây mọi người nhé. Rồi. Ok nhá. Mình sẽ xé giấy ra xong rồi mình đặt lên đây, rồi mình dí tay là nó đã dính rồi nhá. Bởi vì là ở bên trên cái phần sơn treo ấy là nó đã có sẵn cái lớp dính rồi, lớp liên kết đó mọi người. Thì cái giấy này rất là mỏng, mình có thể dính được luôn. Mọi người dính cả giấy vàng và giấy bạc nhé. Ngoài ra thì khi mà đào tạo các lớp học viên thì mọi người còn được học rất là nhiều mẫu vân đá khác. Và tùy từng thời điểm thì nó sẽ có từng cái hot trend, từng cái mẫu vân đá hot ấy, hoặc là mẫu vân đá độc quyền của Thảo. Thì mọi người đều được học, những học viên của Thảo đều được học nhiều mẫu vân đá hơn rất là nhiều nhé. Thảo rất là muốn dạy nhiều mẫu vân đá vì những mẫu này rất là ứng dụng. Và nó đang ngoài ra rất là ảo nữa. Thảo hay thích cái gì nó ảo ảo ấy, nó xinh xinh ấy. Nên là hay dạy trong học viên rất là nhiều mẫu vân đá khác nhau. Mình tán màu xanh lên mọi người nhé. Mình tán từ góc bên trái nha. Đây là gel vẽ mọi người nhé. Nếu như ai không có gel vẽ thì mình có thể sử dụng sơn gel nhé. Rồi mình dùng sơn cái màu xanh này nha. Mọi người hoàn toàn có thể sử dụng màu khác nhé. Mình sẽ vẽ xéo ở đây nhé. Vẽ xéo ở đây. Sau đó thì ở đây là một công dụng mà ít ai, mọi người mới học nail ấy, thì ít ai có thể biết công dụng từ lưu huỳnh nhé, là chúng ta sẽ tán màu nha, tán màu bằng lưu huỳnh mọi người nhé. Rồi tán cho nó nhạt phần viền da mọi người nhé. Rồi rồi mình tán hết phần viền da nhá. Sau đó thì mình sẽ bỏ vào hơ đèn mọi người nhé. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ dán thêm một chút giấy vàng vào đây nhá. Ở bên trên này cho nó ánh đẹp hơn. Ok. Rồi, cho ánh đẹp hơn nhá. Các cái giấy kia đã bị che rồi thì lát sau mình làm cho nó ẩn ở bên dưới ấy. Còn mình sẽ cần thêm một chút cho nó nổi lên trên ấy. Sau đó chúng ta sẽ quét cọ từ bên phải sang bên trái theo một đường xéo nhá. Làm sao cho cái đường quét này cũng phải mềm tay mọi người nhá, không phải là mình cứ quét thẳng đâu ạ. Rồi, mình hơi uốn cong một chút. Sau đó thì mình sẽ sử dụng lưu huỳnh nhá, để mình dặm nhạt hai bên nhá. Rồi rồi mình tán nhạt hai bên ra này. Đó, tất cả rất là bình thường cho đến khi màu trắng được tán ra, đúng không mọi người? Nếu như mọi người thấy clip này ý nghĩa hay là hữu ích với mọi người phần nào đó, mọi người hãy bình luận, hãy comment xuống phần bên dưới để cho Thảo biết nhé. Sau đó mình sẽ sơn liên kết lên. Đã sơn liên kết bởi vì lúc nãy Thảo cho hơi nhiều giấy vàng bạc ấy nên là nó hơi bị nổi lên một chút, thì mình sơn liên kết để cho nó sơn liên kết xong. Hơi đèn sau thì mình sẽ sơn tốp lên nhé. Mình sẽ sơn tốp lên để cho nó được bóng nhá. Còn lớp bay cái Thảo sơn là vì chèn nhiều giấy vàng bạc quá. Đó, rất là nhanh, mình đã hoàn thành được. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe đoạn chia sẻ của Thảo trong video vừa rồi. Hãy ấn vào nút subscribe, nút đăng ký ở phía bên dưới màn hình để nhận được video của Thảo sớm nhất. Hãy đăng ký nó ngay bây giờ, ấn vào nút hình quả chuông để lần sau khi Thảo phát sóng, bạn sẽ nhận được video của Thảo sớm hơn những người khác. Nghi Thảo xin chào các bạn và xin cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của Nghi Thảo.